Có những câu chuyện tưởng chừng như chỉ dành cho thiếu nhi nhưng đã khiến cho tất cả người lớn cũng bị cuốn hút đến say mê. Có thể kể đến những cậu chàng hóm hình như nhóc Nicolas, Pippi tóc dài của văn học Pháp hay cậu nhóc Emin của văn chương Thụy Điển. Chúng gây ra đủ loại rắc rối, làm cho mọi thứ rối tung lên và rồi cuối cùng sự dễ thương tốt bụng của chúng lại chinh phục người lớn. Và nếu có cơ hội được tiếp xúc với 6 cậu bé đều mang tên Jean trong bộ truyện Chuyện nhà Jean, bạn sẽ có được những chàng cười sảng khoái, đơn giản vì chúng quá lém lỉnh, quá dễ thương, quá nhiều rắc rối và thực chất cũng quá yêu thương nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu bộ sách đặc biệt này trong chuyên mục Sách hay trong tuần. Đây là một buổi dã ngoại của các em thiếu nhi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đầu năm học mới, bên cạnh những giờ học căng thẳng thì những giờ ngoại khóa ngoài trời để học hỏi thêm như thế này cũng rất cần thiết với các bạn nhỏ trên chặng đường dài và ngọt ngào của tuổi ấu thơ. Những bộ sách thiếu nhi trong sáng, giàu tiếng cười và tinh thần nhân văn đã trở thành hành trang rất quan trọng. Đặc biệt, những bộ truyện về thời đại mà điều kiện sống vẫn chưa bị công nghiệp hóa, cơ khí hóa, khi các nhóc con nhảy nhót trên các thảo nguyên nhiều hơn ngồi lì bên máy tính, khi những nhân vật trong truyện còn phiêu lưu trong từng giấc mơ trẻ nhỏ, càng trở nên cần thiết hơn. Chuyện nhà Jean của tác giả Jean Philip Around Vignot là một ấn phẩm như vậy. Ngay từ nhan đề của ba tập truyện đã mang hơi hướng khác thường, tập 1 trứng omelette ngọt, tập 2 cục format bay và tập 3 món súp cá cảnh. Không thuộc mô típ nhân vật chính đơn lẻ như nhóc Nicolas hay Pippi tất dài, chuyện nhà Jean là bộ sưu tập những trò nghịch ngợm độc đáo, sáng tạo và hài hước của một nhóm 6 anh em trai. Lũ nhóc ấy thu hút sự chú ý ở khắp mọi ngả đường chúng đi qua với đội hình bé dần đều, cái đầu tròn vo và đôi tai to vểnh. Tác giả của 6 Jean này là một ông bố bác sĩ và một bà mẹ nội trợ có tính hài hước bẩm sinh. Đèn lên tu ti 6 đứa con trai, đứa nọ hơn đứa kia 2 tuổi, họ quyết định đặt tên chúng là Jean A, Jean B, Jean C. Cứ thế đến hết cho dễ nhớ. 6 đứa bé cùng tên nhau, cũng trùng tên với bố và cả ông nội, rồi đây sẽ biến cuộc sống mà cha mẹ chúng hy vọng là đơn giản và ngăn nắp thành ra cực kỳ phức tạp. Ngay bọn trẻ cũng có vấn đề của riêng mình. Sống giữa một gia đình đông đúc mà lại giống nhau quá đỗi từ ngoại hình đến tên gọi. Anh em Jean phải nỗ lực đủ mọi cách để cá tính hóa bản thân, chẳng hạn Jean A luôn cố gắng học giỏi tiếng Latin, Jean B mơ làm thám tử, hay Jean C tự nhận mình là người giỏi võ nhất thế giới. Cháu thấy những cái câu chuyện này rất hay, có những câu chuyện kể về những cái chuyến đi lên đỉnh vàng của nhà Jean, rất là thú vị và rất là ấm áp. Quyển sách cho em biết thêm về hoạt động của các bạn học sinh nước ngoài. Ở đây là nước Pháp thì các bạn có không gian để chơi, đánh trận giả rồi cắm trại. Cuốn sách này rất bổ ích, nó viết rất là thoải mái và dễ chịu nên là tất cả mọi lứa tuổi đều có thể đọc được. Em thấy là những bạn nhỏ đều có thể tìm thấy mình hoặc là gia đình mình ở trong cuốn sách này và có thể học được nhiều bài học quý giá. Vô vàn khuôn hình sinh động như thế đã tạo nên chất liệu ngoạn mục cho một chuyện nhà Jean. Ẩn sau những màn bát nháo của bọn trẻ và sự điên đầu của người lớn là một bài học rất đỗi giản dị về tình yêu thương. Các Jean biểu lộ cảm xúc với cha mẹ chúng theo những cách rất riêng. Đi học về, chúng xúm vào giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn. Khi đi chợ, chúng mua bánh về làm quà cho mẹ. Còn cha, hình tượng ông thường hiện lên lớn lao vững chãi ở những câu cảm thán: ba tôi khỏe như lực sĩ, ba tôi cực kỳ khéo tay, ba tôi một bác sĩ chứ danh. Tình yêu thương ấy lấp lánh ở những cảm xúc tự nhiên, dung dị. Dân tộc Pháp xưa nay vẫn nổi tiếng vì bản tính hài hước. Chuyện nhà Jean là sự phản ánh một cách trọn vẹn chất thiên phú của bản tính ấy. Không lên gân, không cố ý pha trò, cả câu chuyện bập bềnh trong dòng âm sắc tình bơ đến tức cười. Điều đáng nói ở đây là bọn trẻ nghịch ngợm mà không biết mình nghịch ngợm, gây ra những vụ rắc rối mà vẫn cho rằng mọi việc bình thường và có thể giải quyết chóng vánh trong tích tắc. Những điều ấy khiến người lớn thấy vui hơn giận, thấy nhớ nhung hơn bực mình. Chuyện nhà Jean là chiếc máy thời gian giúp người đọc tái tạo ký ức về ấu thơ, về cái thời chúng ta từng đi qua với tâm hồn trong trẻo và bay bổng nhất.